Hello, xin mến chào tất cả anh em. Mời anh em cùng đeo tai nghe và thưởng thức chất âm của những cặp loa mới về, cặp loa Lắc 12 anh em nhá. Cặp loa full bass 30 cực kỳ gấu và cái mức giá của nó thì cực kỳ hợp lý cho anh em chơi. Anh em có thể nghe thấy tiếng bass của nó ánh đúng không ạ? Rất chắc gọn đúng không? Rất chắc gọn, rất uy lực luôn cho anh em chơi. Loa này là loa Lắc 12 anh em nhá. Full bass 30. Và đây, anh em có thể lại gần và xem những lớp sơn của nó. Dòng này thì sử dụng nó là lớp sơn sần gát anh em nhá. Rất là quen thuộc của những dòng loa thương hiệu của lưới Autix. Một trong những cặp loa hàng nhập khẩu có những cái lớp sơn cực kỳ chất, cực kỳ nét cho anh em. Con này thì sử dụng lỗ thông hơi mà đằng sau. Lỗ thông hơi mà đằng sau. Luxury Lắc 12 Power 400W, giải tần có thể xuống được tới 55Hz anh em nhá. 55Hz thì nó tiếng bass nó rất là uy lực. Và chút nữa thì tại sao uy lực và xuống được 55Hz thì anh em cùng xem. Em sẽ phân tích, sẽ giới thiệu tới tất cả anh em chi tiết về cái dòng loa Lắc 12 này anh em nhá. Như anh em cũng đã biết là các thương hiệu của lưới Autix toàn những cặp loa chất thôi. Và cái mức giá thì cực kỳ hợp lý so với những cái chất âm mà anh em nhận lại được. Hàng thì tất cả rồi, đều nguyên thùng, nguyên đai, nguyên kiện, chứ không phải là hàng bãi, hàng cũ anh em nhá. Nên là chắc là em sẽ không phải khui thùng cho anh em rồi đúng không ạ? Test vào thực tế, chất âm chi tiết, giới thiệu chi tiết cho anh em về cặp loa này luôn. Đây, đây là cái bên trong nội thất mà em cũng đã mở ra, soi mói, tháo tung hết ra để cho anh em và các bác cùng tham khảo và cùng xem dòng loa này. Đầu tiên đó là về cái củ bát, thì như anh em biết rồi, giải tần nó có thể xuống được tới 55Hz. Bởi vì sao? Bởi vì con này nó sử dụng nó là từ 190 anh em nhá. Từ 190 chứ không phải là từ 170 đâu. Lên tiếng bass của những cái dòng mà sử dụng từ 190 này nó sẽ được uy lực mạnh mẽ xuống sâu hơn so với các dòng từ 170. Đây, hiện tại đây anh em đang nghe đây. Bass đánh nó rất là căng, rất là chắc tiếng luôn anh em nhá. Ok chưa? Đấy. Từ 190 luôn anh em nhá. Từ 190 rất gấu luôn. Anh em phải nhìn thấy những cái nhện, những cái xương của nó đúng không ạ? Đấy. Và nhện đây, đây là cái nhện. Nó không phải là nhện một màu mà nhện nó sẽ là đan xen giữa đen và vàng anh em nhá. Đấy, ok chưa? Đấy. Cặp loa hàng mới thì anh em cứ yên tâm sử dụng thôi. Nó quá là chất rồi. Quá là chất và quá ok. Anh em có thể thấy. Sử dụng bát 30 anh em nhé, từ 190 coi 76, gân vải 3 lớp, đều được chống nước, tẩm dầu hết anh em. Và những cái màng, những cái này, anh em nhìn thấy này, những cái sự hoàn thiện của những cái cặp loa này nó quá là ok cho anh em chơi. Cái sự hoàn thiện của nó cực kỳ ok, thoải mái. Đấy, anh em nhìn nó đẹp không? Nó nét không ạ? Nó xuất sắc không anh em? Đấy, từ 190 em phải nhấn mạnh cho tất cả anh em, đó là từ 190, nên tiếng bát nó ra căng, uy lực xuống sâu mạnh mẽ anh em nhá. Và check này của nó thì sử dụng check là check 450. Với các dòng check khác thì như anh em hay thấy nó là những cái đường từ, những cái bích từ này, những cái nam châm này của những cái trọng check ấy thì nó rất là mỏng. Nhưng với dòng này thì check của nó, cái đường từ, cái nam châm này của nó rất là dày anh em nhá. Check này là check của BNC. À, anh em thì nhìn cái thiết kế cấu tạo bên ngoài anh em đã biết là check của BNC rồi. Không phải giới thiệu nhiều với tất cả anh em luôn đúng không ạ? Phân tần đây. Lỗ thông hơi đây. Và đằng sau anh em nhé. Và bông tiêu âm. Với những cái dòng mà thương hiệu nhập khẩu thì bông tiêu âm nó đều được ghim bắn vào thành thùng, chứ không phải là những hàng kém chất lượng, hàng gióng giáp thì nó sẽ đặt, chỉ đặt cái bông tiêu âm thôi. Đây ghim nó rất là chặt chẽ, nhìn nó rất là đẹp luôn anh em nhé. Đấy, chuẩn chỉ nét căng luôn. Đấy, cột trống này. Rồi đây hoàn toàn sử dụng đồng luôn anh em nhé. Đấy, sợi đồng này nó rất là nhỏ li ti cho anh em luôn. Sơn sần cát, một trong những sơn mà cực kỳ ấn tượng, đó là chống xước, chống bụi và chống nước cực kỳ mạnh anh em nhá. Sơn sần cát. Đấy, những hàng nhập khẩu nguyên con, nguyên đai, nguyên kiện nó mới làm được như vậy. Đấy. Mức giá của cặp loa này thì với 10 triệu đồng thôi anh em nhá. 10 triệu đồng. Anh em đã sở hữu được cặp loa này rồi. Đấy. Hứa hẹn với tất cả anh em là đánh trong phòng diện tích tầm khoảng 20-25m thì anh em không cần phải dùng súp anh em nhá. Vì nó từ 190. Còn nếu như anh em đánh hồng rộng hơn, anh em muốn đánh áp lực, muốn đánh mạnh thì anh em thêm những chiếc súp 40 hoặc súp 50 để anh em thể chơi. Rồi. Nó quá nét đúng không ạ?
Ok, bóng tin nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ với em qua số bên góc dưới màn hình. Hàng mới về thì nhá tạm cho anh em chút video về sản phẩm để cho anh em xem qua về chất âm, về nội thất để anh em cùng nghe và cùng đánh giá anh em nhá. Bóng tin nhu cầu mua hàng hãy nhớ liên hệ với em và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông anh em nhá. Ok, chào tất cả anh em.